chưa? Đó. Được chưa? Rồi. Như vậy thì mãn tập, đúng không? Cũng có thể sơ gan cũng được, đúng không? Đó. Rồi, phù. Rồi phù gì do gì nữa? Ngoài gan, ngoài tim còn do gì nữa? Thận, đúng không? Phù do thận. Thì chúng ta tiện gì? Phụ mà do thận chúng ta tiện gì? Bệnh nhân mà phù do thận thì các bạn sẽ gặp là gì? Cả bệnh nhân nào nhiều nhất? Đúng không? Đó. Thì hội chứng thận hư thì chúng ta sẽ hỏi lại thần tiền căn, chúng ta sẽ biết, đúng không? Ca này sáu mấy tuổi nha. Thấy chưa? Rồi, phù với gì nữa? Thấy chưa? Sự dinh dưỡng là phù mu hai cái mu bằng chân đó, hiểu chưa? Thấy chưa? Thì sau này các bạn đi các bạn nhìn là biết phù rõ gì. Phù mà phù hai cái mu bằng chân nghe, mà do thận thì chỉ có một ông thôi, hỏi chứng thận hư. Mà phù do gan mà để phù được hai cái mai mà mưng mu bằng chân thì cái bụng phải chăn ba, hiểu không? Hiểu không? Bụng phải chăn ba rồi mới phù tới hai cái bằng chân nhé, đúng chưa? Hiểu chưa? Đó, mà phù hai cái bàn chân mà do tim, đúng không? Được chưa? Đúng không? Thì cái tĩnh mạch nó giao cái tĩnh mạch cổ nó bằng bậc tai, đúng không? Thấy chưa? Đó. Rồi, vậy còn phù gì nữa? Phù nguyên là phù ở trên nhiều. Một cái phù các bạn sẽ hay gặp trên bệnh nhân này nè, tiền căn huyết áp. Phù do gì? Ức chế canxi, nhớ không? Ức chế canxi, uống ức chế canxi gây phù, nhớ chưa? Mình phải nói bệnh nhân cụ thể chứ kể đi sáng luôn không hết đâu nha. Về trên bệnh nhân này chúng ta phải biết là có thể do tim, có thể do thận, có thể do gan, nghe không? Nhưng mà các bạn sau này các bạn đi học các bạn sẽ biết phù mà chân mà cái bụng cổ không có cổ chướng là chắc chắn có thể là do gan được, hiểu chưa? Đó, phù mà cái chân mà do thận, đúng không? Vậy là chỉ có một ông thôi là hội chứng thận hư, thấy không? Mà hội chứng thận hư thì không thể phù vậy cái phù liền được, đúng không? Đấy chưa? Các bạn có tiền căn rồi đó, mà phù do tim mà bây giờ nó phù hai cái chân, đúng không? Cái mặt nó bình thường, dấu béo da âm tính, các bạn thấy không? Nó ngược đời không? Dấu béo da âm tính, thấy chưa? Đó thì chắc chắn không phải là phù do tim, thấy chưa? Đó. Vì ca này có tiền căn huyết áp 16-8 năm rồi, đúng không? Hỏi bà có uống cái gì nhỏ không, đúng không? Đó, hoặc là cái viên đầu trắng đầu vàng không? Đó, ta không biết tên thuốc thì mình có thể nghĩ ra được phù do tác dụng phụ của thuốc, được chưa? Được chưa? Đó, còn phù niêm trước sinh trài là khác nữa à, đúng không? Đó, cái phù đó không thể là phù trắng lõm được, được chưa? Được chưa? Như vậy hồi đi học triệu chứng á, các bạn được ai dạy? Nhiều người lắm hả? Thôi toàn là giáo sư không là thầy cô không? Được chưa? Đó. Một cái triệu chứng gì đó chúng ta phải nắm hết. Khó thở vậy đó, các bạn gạt ra gì bây giờ đốt mà chạy khỏi, đúng không? Vô cái dòng bát quái đó, đúng không? Làm sao mà chạy khỏi cái dòng bát quái đó được, đúng không? Đau ngực, làm sao mà chạy khỏi cái dòng bát quái đó được? Đó. Sốt cũng vậy, cũng thể chạy vào khỏi cái dòng bát quái đó được. Bây giờ tới phù, hôm nay chúng mình nhân phù để học triệu chứng lại cũng được nha. Rồi, hạch ngoại vi, một hạch dưới cằm chắc, không gồ ghề, không di động, không đau. Rồi coi hạch này không bạn bọc nữa, đúng không? Hạch mà để hạch bệnh lý ác tính thì phải hạch chùm, đúng không? Trên cơ hoành, dưới cơ hoành ha. Hạch nếu bệnh nhân này sốt cao đột ngột ha thì các bạn nghĩ đến một bệnh lý là gì, không phải là nhiễm trùng mà bệnh lý gì? Không nhiễm trùng thì nếu mà có hạch nữa thì sao? Là hết kim hoặc là gì, nông hết kim, đúng không? Mà hết kim là có một hạch, đúng không? Các bạn hãy nhớ hot kim chứ không hot kim. Nếu mà hot kim thì thường là gì? Có thể nên ngứa, đúng không? Sốt cao lạnh run ngứa mà hạch, đúng không? Hạch thì phải hạch chùm, đúng không? Đó, thấy chưa? Rồi, hạch ngoại vi, hạch dưới cằm, thấy không? Như vậy thì còn nhớ không? Chín nhóm hạch ở vùng cổ không? Ai được thầy hỏi chín nhóm hạch vùng cổ? Giơ tay ấy. À, đề mà. Trời, nhớ không? Giờ còn nhớ không? Còn gì hết, thầy hỏi thì không nhớ, thấy không? Chỉ có người bị hỏi là chắc chắn sẽ nhớ, đúng không? Lên Google tra là gặp liền, đúng không?
dính vào mặt dụng cổ. Các bạn còn nhớ không? Nhớ nha. Ở đâu? Ở đâu nữa? Dưới cằm, dưới hèo, dưới đó, trước, sau, đòn, đâu nữa? Điểm rồi đủ chính không? Nhớ nha, nèm là chắc chắn là nhớ rồi, đúng không? Câu đó được mấy điểm, được đáp bảo được mấy điểm? 6 ngữ ăn thôi, bây giờ mùa đẹp quá, tôi cho 6 ngữ nữa. Thường là 5 ngữ không à, tại vì thầy cũng cho góp mà thầy cũng không cho điểm cao. Có hỏi lương thi á, lương thi nói thầy sao em trả lời được mà thầy cho em có 7 điểm mà. Nó là vậy em muốn mấy? Em muốn mấy? Giờ thầy cho em 10 điểm chịu không? Cái tính là thầy, giờ thầy hỏi câu nó được, được thì 10, không được thì sửa hình không. Hiểu không? Rồi câu hỏi cho em chọn chủ đề giống như vậy. Gì? Trẻ em luôn đúng chứ. Cho chọn chủ đề chứ, đúng không? Cho chọn chủ đề chứ, và em giỏi cái gì nhất? Mà thầy nhớ là thầy sẽ hỏi câu hỏi dễ nhất trong cái chủ đề đó, hiểu không? Thôi vậy thôi, em lấy 7 điểm em hỏi. Thiệt mà. Chẳng hạn như bây giờ bạn thích da liễu đúng không, mà thầy hỏi rụng tóc hết. Thế chứ. Giờ ho thầy hỏi giờ em định nghĩa ho kéo dài hay là ho cắt với ho mãn hay ho kéo dài, đúng không? Hoặc là nó là sụt cân thì sụt bao nhiêu ký rồi là sụt cân. Hoặc là chẳng hạn như bây giờ sách đồ nặng đúng không, các bạn thấy bệnh nhân tục cuộc sống không nên đồ nặng đúng không, đúng không? Vậy mình khuyên ta là ông được sách đồ nặng thì bao nhiêu gọi là nặng, được không? Trả lời được không? Trong đó trả lời được. Sách bao nhiêu gọi là nặng? Như tàu nè, giờ em có mai mốt gặp một bệnh nhân cỡ em đi, nó bây giờ nó mới vừa bị tụt cột sống nè, đúng không? Đau từ chân tọa nè, đúng không? Ông không được sách đồ nặng, đúng không? Thì ổ quay ra gặp xui mà gặp tôi là chết rồi, ổ bác sĩ gì nhi tiết nặng. Sao được? Đau, nói vậy là chết luôn rồi đó. Thấy chưa? Nói vậy là chết rồi đó. Chẳng hạn như đây, bà bị cao huyết áp nha, bà phải ăn lạc nha. Ủa, ăn nhiêu, ăn sao gọi là lạc bác sĩ? Ngày tôi ăn bao nhiêu muỗng nước mắm, bao nhiêu muỗng muối, đúng không? Là lạc, đúng không? Đó, nó bà bị tiểu đường là không được ăn ngọt. Ủa, ngày tôi ăn được bao nhiêu gram đường bác sĩ? Bao nhiêu muỗng cà phê đường? Sẵn tôi biết đường tôi về tôi tiết chế. Trả lời đó. Thấy chưa? Những câu hỏi rất là bình dân, học vụ, đúng không? Mà không ai trả lời. Hiểu không? Nói tôi bị mất ngủ, phải không? Thế là các bạn phải hỏi mất ngủ, định nghĩa của mất ngủ nhé. Ở đây ai thuộc định nghĩa mất ngủ? Hỏi mà xỉu với nhất không, hỏi cũng rớt một số rồi đó, chứ đừng đấy. Thấy không? Xỉu với nhất rồi đấy, thấy không? Rồi thôi, chúng ta quay lại bài. Khám bụng, bụng bè, chướng, rốt lòi, chướng thì bát. Thấy không? Các bạn thấy chướng thì bát. Đúng, chính xác. Đúng không? Tại rốt lòi mà không thể nào là chướng được, là bán được, đúng không? Được kìa chưa? Đó. Thấy không? Cái chỗ này cũng dễ bị bắt bẻ lắm nha. Thấy không? Thấy chưa? Rốt lòi mà đâu phải rốt lõm. Nếu mà gì? Dịch ổ bụng là phải rốt lõm, đúng không? Bán, dịch bán là phải rốt lõm. Được chưa? Không tuần hoàn bạc hệ, không chết mổ cũ, nhu động ruột 7 lần trên phút. Nhu động ruột là không bao giờ các bạn nghe được. Nha. Thử bữa nào nằm ở nhà của mình đã thấy ổng nghe, để vô nghe được. Các bạn nghe tới ngủ luôn, các bạn còn chưa đếm được. Ở đây ai nghe được nhu động ruột rồi? Trừ trường hợp bệnh nhân dễ chảy, nó sâu được ruột quá, còn được đúng không? Đúng chứ? Bệnh nhân mà táo bón nữa thì thôi, nghe đi cũng được đó. Nhưng mà thử nè, bữa nào các bạn thử nghe mình đi, có nghe được không? Được, chứ không phải là không. Nhưng mà rất là công phu nha, phải phòng rất là yên tĩnh nha, khó nghe hơn tiếng nhiều, khó nghe hơn thổi nhiều lắm. Thử đúng không? Rõ rõ được dùng thắt, chiều cao ngang 15 cm theo đường trung đoàn phải, ấn đau hông trái, lưng trái, ấn đau hạ sườn phải, gan lách sờ chạm, gan to độ 2, lách to độ 1. Được chưa? Gan to độ 2, lách to độ 1. Vậy là lách chia thành mấy độ? Bạn nào thì tôi hỏi
Đấy à? Bao nhiêu gọi là độ 1? Hả? Không? Mày biết nè. Lúc mấy bời thường hả? Cái gì vậy? Ờ, ra không biết. Đấy chưa? Trong phân độ có lắc á. Các bạn sẽ thấy vậy. Cái này cái nó thấy quen lắm. Đúng không? Nhờ, cũng quen. Kinh khủng à, rốt đúng không? Cái này cũng chưa? Không mà này làm mấy dán đâu. Chưa? Này kia là? Cái gì luôn á? Phần 3 phần, đúng không? Nó là hồn phần 3 trên gọi là độ 1, được chưa? Không có 2-3cm gì thế đấy. Đúng không? Gặp một lùn thì sao? Đúng không? Đúng không? Tự nhiên cái rốn của nó cách cái bà sườn có 2cm à, các bạn chứ thì sao? Được chưa? Gặp lùn. Thấy chưa? Đó là chúng ta chia cái đoạn đó là làm 3, đúng không? Ngang rốn là độ 3, đúng không? 1-3 trên gọi là độ 1 đó, rồi mà 2-3 trên đó là độ 2, ngang rúng là độ 3, dưới rúng là độ 1, được chưa? Không có, người ta không có cái chuyện mà 1cm, 2cm bắp mé hai sườn, không biết các bạn học ở đó đâu. Trong sách chứ đâu. Trong sách hả? Còn gan to độ 2 là tôi chưa biết nha, để tôi coi lại. Nó thấy gan to độ 2, không biết này của ai đây. Chiều cao gan là 17cm, gan cắt hạ sườn trái phải 3cm hay 5cm gì đó, đúng không? À, hiểu không? Chứ còn gan mà to độ 2 là tôi chưa biết, thế mà tôi hỏi thi là cái này là chết với tôi đó. Vậy gan to mấy độ em? Phải không? Phải độ 2 là chắc chắn nó phải có độ 1, độ 0, độ 3 gì nữa, đúng không? Thấy chưa? Thấy chưa? Bởi vì lúc mà tôi dạy triệu chứng Ngọc á, tôi dặn các bạn cái nào không biết á thì mình hãy đưa vô, còn cái nào không biết thì đừng có đưa vô, lắc lỡ đi, lắc lỡ bỏ đi, hiểu không? Lắc lỡ bỏ đi, đúng không? Tự nhiên hỏi tiếng giáp sờn không chạm, hỏi ủa tiếng giáp sờn sao chạm, sao không chạm, hiểu không? Vậy các bạn kháng tiếng giáp, mục đích của bạn kia người ta nuốt mà để làm gì vậy hả? Hiểu không? Phần triệu chứng Ngọc á, thấy chưa? Đúng không? Kêu nuốt để làm gì? Chơi à? Chơi vui vậy hả? Cái trình vị trí hả? Di động. Thì biết rồi, tiếng giác là di động, mà bây giờ các bạn kêu nút để làm gì? Cái trình vị trí của nó sợ. Để xác định nó là có phải là tiếng giác hay không, hiểu không? Hiểu chưa? Cho nút là để xác định có phải tiếng giác. Nếu mà nó di chuyển ra gì nút, nó là tiếng giác. Còn nếu mà nó nút mà nó nằm yên chỗ, nó là cái u ở cái vùng đó, vùng cổ, chứ không phải là tiếng giác. Đơn giản như thế, đúng không? Mục đích của chúng ta là kêu nút để xác định có phải là tiếng giác không? Được chưa? À, không biết phân độ của gan mà dám đưa vô độ 2 là rớt rồi, tôi hỏi câu thôi à, hiểu không? Được chưa? Thường là tôi hay đố trong xuôi, tôi hỏi thi á là tôi cho các bạn tra Google rồi xem xuôi câu nào mà trả lời cả lớp, một bạn nó trả lời được thì để cả lớp trả lời, và bạn nào xung phong trả lời thì được một điểm, cứ trả lời câu là được một điểm. Thành ra là mấy bạn mà thi đầu á là tôi sợ mấy bạn về, thế nào là bạn nào cũng 3 điểm, đâu dám về mà ở lại đây. Hiểu không? Mấy bạn mà thi đầu tiên là 3 điểm rồi mà không có bạn nào dám bước ra khỏi lớp nữa. Thấy chưa? Đó, nhưng mà cuối cùng đứng ra là đều đậu hết, đúng không? Nhưng mà à, hình vui lắm, bữa nào tôi thi là vui lắm, lớp lúc nào cũng đông nghẹ. Mấy bạn là như thế. Cho chúng tra Google có mấy bạn sau đó điện thoại cho bạn đem 3G vô, chứ lúc đọc ở trên hội trường không có 3G, hiểu không? Rồi dở sách. Dở sách đâu bằng tra Google, đâu nhanh bằng được. Rồi. Nè, các bạn thấy một cái trận đó kinh hoàng. Mạch đầu cấp có biến chứng viêm phổi cộng đồng tăng huyết áp giai đoạn 2. VNC7, xuất huyết nghỉ do giảm tiểu cầu, thiếu máu tán huyết, suy tim độ 3, theo ni ha, nghỉ do tăng huyết áp, thiếu máu cục bộ cơ thể, theo dõi tăng áp trong bệnh phổi. Trời ơi, 82 bệnh, 9981, để mà tâm tạng thì hãy tin được á, là 81 cái nạn, còn không này là 82, đúng không? Thấy chưa? Có ai chẳng nói gì không? Thấy chưa? Mà nghe cái từ đầu tiên là các bạn thấy viêm phổi cộng đồng là sai chưa? Đấy chưa?
Nghe chưa? Nhớ nè. Đó, được chưa? Khi mà chúng ta chẩn đoán một cái bệnh lý mà một bệnh nhân mà nó nhiều bệnh á, chúng ta phải gì? Bám theo gì? Lý do vào gì? Nha. Thứ nào là gì? Thứ nào là nguyên nhân? Nha. Thứ nào là hậu quả? Được chưa? Được chưa? Chúng ta phải xác định. Được chưa? À, chẳng hạn như biến chứng, đúng không? Hậu quả là biến chứng. Được chưa? Đó. Rồi, như vậy thì sau khi chúng ta phân tích cái ca này chúng ta đi nhanh ha. Chúng ta thấy là hôm nay chúng ta đi rất là nhanh, là chúng ta đã lướt qua cái phần chẩn đoán một thời gian ngắn rồi. Thì chúng ta đã chẩn đoán được đó là một cái gì? Nhiễm trùng. Mà nhiễm trùng này từ phổi thì chẩn đoán là viêm phổi. À, viêm phổi thì nó có cộng đồng hoặc là bệnh viện, đúng không? Thì sau khi chúng ta phân tích thì đó là một cái viêm phổi bệnh viện, đúng không? Được chưa? Đó. Chúng ta chẩn đoán là một cái viêm phổi bệnh viện trên nền của một bệnh nhân là gì? Có bệnh cộng cấp, đúng không? Rồi, có bệnh tim, đúng không? Bệnh tim ở đây, bệnh tim mạch ở đây là một bệnh nhân tăng huyết áp, được chưa? Đó, được chưa? Tại vì sao chúng ta như vậy thì rồi chúng ta chưa biết cái viêm phổi này nó làm cho cái tim nó nặng lên ha hay không? Tại vì nãy chúng ta phân tích là chúng ta thấy nổi bật của bệnh nhân là sốt, khó thở, ho đàm, thì đó là viêm phổi. Như vậy viêm phổi này chúng ta xác định được là viêm phổi bệnh viện, và hai cái ông kia là bệnh nền. Bệnh nền thì ông này là nguyên nhân làm cho hai ông kia nhập viện, đúng không? Chứ không có ông này thì hai ông kia chưa chắc đã nhập viện, được chưa? Như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ trong cái bệnh án này chúng ta sẽ học chắc khoảng 3 buổi. Thì chúng ta mới học hết được cái bệnh án này, được chưa? Đó, bây giờ 8 rưỡi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi nhanh qua cái phần xuất huyết ha. Đó, thầy sẽ dạy cho các bạn. Ngày xưa thầy đi học huyết học thì ghi cái chương huyết học lâm sàng của hai ông giáo sư là giáo sư Bé với giáo sư Bình thì học có 3 tháng, nhưng mà là huyết học lâm sàng ha. Nhưng mà trong cái bài huyết học lâm sàng đó thầy học tiếng sàng, nhưng mà thầy học có 3 tháng, còn lại là 6 tháng thầy học có bài thôi, là bài đông tầm mạng ha. Mình trả lời rất là khó. Rồi như vậy thì về mặt huyết học, bạn nào đang đi học huyết học nha, huyết học lâm sàng nha, các bạn đi học huyết học các bạn đi học được có 4 hội chứng hoặc là 3 hội chứng thôi. Một là hội chứng thiếu máu nha, hai là hội chứng xuất huyết, ba hội chứng nghe không lạnh to. Dạ, một cái hội chứng thứ 4 là hội chứng sốt nha. Sốt, và sốt ở đây là sốt không nhiễm được nha, được chưa? Đó, tập hợp sốt nha, sốt OTB cũng được, đúng không? Được chưa? Vì vậy thì hôm nay chúng ta sẽ học nguyên cái các bạn đi học hết cái ba buổi học. Bệnh nhân vô khoa cái học là các bạn chỉ gặp được 4 trong 4 diễn cảnh này thôi, chứ không ngoài 4 diễn cảnh này không có đâu nha, được chưa? Chắc chắn đó, thầy gom cái lại có 4 bài thôi, được chưa? 4 bài. Thì hôm nay chúng ta học cái bài gì? Thiếu máu và xuất huyết. Thiếu máu tăng huyết. Rồi, bài thiếu máu trước nha, nha. Rồi, như vậy thì trước một bệnh nhân thiếu máu, đúng không, chúng ta sẽ tiếp cận theo cái này, tiếp cận theo lâm sàng, tiếp cận theo lâm sàng, được chưa? Lâm sàng, tiếp cận lâm sàng. Đó. Rồi như vậy thì với một bệnh nhân thiếu máu chúng ta phải xác định được cấp thay mạng, được chưa? Đó. Rồi như vậy với một bệnh nhân vậy làm sao xác định được cấp thay mạng? Đưa ra thời gian, đúng không? Bao nhiêu gọi là cặp, bao nhiêu gọi là mẹ, đúng không? À.
Rồi, chúng ta sẽ tiếp cận một bệnh nhân thiếu máu. Rồi, thiếu máu, giờ cắt, đúng không? Mức độ. Rồi, chữ nghĩa. Rồi, thiếu máu cắt, chúng ta dưới 2 tuần. Nha. Biểu hiện bằng tình trạng thiếu oxy mô, da xanh niêm nhẹ, thiếu máu. Đó, giờ thiếu máu cắt. Rồi. Máu mẹ nghe nhìn thôi không cần viết.